Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử và quá trình công tác Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Lê Hồng Quang. Ngày 30 tháng 4, Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động, phân công ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ông Lê Hồng Quang thôi giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo nguồn tin, ông Lê Hồng Quang đã bàn giao công việc của mình tại Tòa án Nhân dân tối cao vào chiều 29 tháng 4. Tóm tắt tiểu sử: họ và tên Lê Hồng Quang, ngày sinh 23 tháng 11 năm 1968, ngày vào Đảng mùng 1 tháng 3 năm 1997, quê quán xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, dân tộc Kinh, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao. Tóm tắt quá trình công tác: mùng 1 tháng 8 năm 1985, cán bộ ngành kiểm sát tỉnh Kiên Giang. Mùng 1 tháng 1 năm 1992, công tác nghiệp vụ tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 1996 đến tháng 5 năm 2003, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 1998 đến tháng 5 năm 2003, thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2000 đến tháng 5 năm 2003, thẩm phán xét xử, kiêm phụ trách công tác tổ chức cán bộ ngành Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2003, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, công tác tại Tòa Phúc Thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Học viện Tư pháp. Tháng 5 năm 2008, được tái bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2. Tháng 10 năm 2008, tổng biên tập tạp chí Tòa án Nhân dân. Tháng 8 năm 2009, phó trưởng ban biên tập cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao. Tháng 5 năm 2010, bí thư chi bộ tạp chí Tòa án Nhân dân, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, trưởng ban ban tuyên giáo Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, ủy viên hội đồng khoa học Tòa án Nhân dân tối cao, ủy viên hội đồng trường cán bộ tòa án. Tháng 6 năm 2013, được tái bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 3. Tháng 10 năm 2013, tổng biên tập tạp chí Tòa án Nhân dân, nhiệm kỳ 2. Tháng 1 năm 2014 đến tháng 3 năm 2014, phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Tháng 10 năm 2015 đến tháng 6 năm 2017, phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2015 đến 2020. 19 tháng 6 năm 2017, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. 21 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch nước đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Mùng 5 tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án Nhân dân tối cao lần thứ 25, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020 đến 2025. 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.